Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc và phí ship đồng giá chỉ là 30.000 thôi các anh chị nhé. Và sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng. Ngoài ra thì hôm nay nhà em cũng sẽ cập bến thêm nhiều loại hàng mới, những cái hàng thuần nữa. Thì có gì thì hẹn gặp lại các anh chị vào buổi live của tối nay nhé. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu ạ. Cập bến một cái lô ngọc thạch 3M mới. Trời ơi, thật sự với các anh chị luôn là mỗi một lô nó lại càng lô sau nó lại càng đẹp hơn hay sao ấy, các anh chị thấy rất là đẹp luôn này. Đấy, hiện tại ngọc thạch 3M chuẩn bị đến mùa hoa cho nên là nó đang sưng mắt nụ và một số thân thì nó cũng đã bắt đầu nhú nụ lên rồi các anh chị nhé. Trời ơi, lô hôm nay nó mập lắm các chị này. Đấy, em bán ngọc thạch 3M với giá là chỉ có 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó các anh chị ơi. Lô hôm nay quá trời là đẹp, thân nó mập cực. Đai châu rừng bóc trụ, một lô này còn ít thôi các anh chị nhé. Đó, lô còn ít thôi ạ. Và đai châu rừng bóc trụ em bán với giá là 210.000 đồng một cân, 50. Và các anh chị có thể mua những lẻ theo cây. Một cây thì nó trung bình nó rơi vào 40 cho đến 50.000 đồng một cây các anh chị nhé. Đai châu Thái, nó có rất là nhiều màu, tuy nhiên em sẽ không chọn được màu đâu các anh chị ơi, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Đai châu Thái thì em cũng về được số lượng ít thôi. Cây nó cũng rất là đẹp như thế này. Đai châu Thái em bán với giá là 350.000 đồng một cân. Các anh chị có thể mua lẻ theo một cây, hai cây, cân lên bao nhiêu thì em sẽ tính với giá là 35.000 đồng một lạng các anh chị nhé. Em sẽ không phân biệt được màu ạ, rất là đẹp. Còn đây là đai châu rừng. Đai châu bóc trực tiếp từ rừng, không qua bàn tay chăm sóc của con người. Chính vì vậy cái lá của nó sẽ không đẹp bằng. Đấy, tuy nhiên là cây của nó thì các anh chị yên tâm là cái dòng đai châu rừng cây nó cũng rất là khỏe. Em bán đai châu rừng với giá là 45.000 đồng một lạng. Cây nó nhỏ. Kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy, phải nói là cập bến một lô nó quá trời là xuất sắc luôn. Các anh chị này có cả hàng dề nhá, đẹp chưa? Đấy, hàng hôm nay thì rất là mướt mát, các anh chị cứ tranh thủ lấy khi hàng mới về, rất là đẹp này. Kim điệp xuân em bán với giá là 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó, bao đẹp cho các anh chị hàng ạ. Còn đây cũng là kim điệp xuân nhưng nó là cái hàng chậu đã thuần. Các anh chị có thể thấy là một cái chậu thuần này cũng có rất là nhiều bông, nhiều nụ này các chị này, nhiều ngồng hoa đấy, một cái thân rất là nhiều ngồng hoa và một chậu này cũng có nhiều thân đang hoa các anh chị nhé, đang nụ đang hoa đấy. Cái dòng này thì hoa nó cũng khá là bền. Em bán kim điệp xuân cái hàng thuần này với giá 130.000 một chậu thôi. Cẩm báo chập bế một lô quá trời là đẹp luôn các anh chị này, rất là tươi, tươi cực kỳ và cũng có rất là nhiều cây to các anh chị nhé. Nhưng mà nói chung cẩm báo thì cái lá của nó thì rất là giòn, chính vì vậy là ngay từ rừng nó cũng sẽ bị lỗi lá một chút xíu, nó là chuyện bình thường thôi. Nhưng so với những cái lô trước thì cái lô này phải nói là nó lỗi ít hơn các anh chị nhé. Cẩm báo em bán với giá là 200.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó các anh chị ạ. Long tu đá hoa tím, hoa nó rất là đẹp và thơm. Long tu đá hoa tím là hoa thơm đấy các anh chị nhé, chuẩn hoa cho các anh chị này. 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Em có một cái bó lan tóc tiên hàng rừng Cao Bằng, hàng rất là tươi, đẹp như này. Tóc tiên em bán 60.000 đồng của bó này nhé. Lô kiều tím hôm nay thì phải nói là quá chất lượng này các anh chị ơi, thân nó mập, nó cao. Những cái thân cao như thế này thì các anh chị sẽ có được một cái thân hoa cực kỳ là sai hoa luôn. Đây các anh chị có thể thấy này. Đấy, những cái mắt hoa của nó rất là nhiều so với những cái thân lùn đúng không ạ? Đấy, cực kỳ là nhiều luôn. Cái dạng bản lá quá là cứng này. Kiều tím em bán với giá hôm nay bán chạy tương tác cho các anh chị luôn với giá là 280.000 đồng một cân các anh chị nhé. Các anh chị có thể mua theo dề. Thường thường một cái dề này trung bình nó rơi vào tầm khoảng 4 đến 5 lạng các anh chị ơi, tùy từng dề. 4 đến 5 lạng nhé. Giáng hương tam bảo sắc lá xếp, có cả cây to có cả cây nhỏ. Và một số cây thì nó cũng đang có nụ như thế này rồi đây các anh chị này. Hoa này là hoa trắng tím nhá. Giáng hương tam bảo sắc lá xếp, phải nói là cái dòng này mặt hoa rất là đẹp và dễ thuần. Hoa nó đẹp cực. Em bán với giá là 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó tam bảo sắc lá xếp. Giáng hương đuôi cáo. Đuôi cáo thì hôm nay phải nói là rất là nhiều cây nó to các anh chị ơi. Đấy, em bán giáng hương đuôi cáo với giá là 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Giáng hương sóc Lào, giáng hương đuôi sóc, sóc Lào các anh chị ơi. Hôm nay 100% là những cái cây lá xếp, là cái thứ nhất, cái thứ hai toàn cây lá tía, lá tím như thế này. Và cái thứ ba nữa là nó đang có phải đến 99% là cây đang có nụ các anh chị nhé. Có những cây nụ nó to như thế này này, có những cây thì nụ nó mới nhú lên thôi như thế này. Đấy, nói chung là cây nào cũng sẽ có nụ cho các anh chị luôn. Em bán giáng hương đuôi sóc này với giá 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó.
Vanda Kim hay còn gọi là lan cành dao. Cái dòng này mặt hoa nó rất là sai hoa và đẹp, rất là dễ trồng luôn các anh chị ạ. 160.000 đồng một cân Vanda Kim, 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo đùi gà. Đây là đùi gà Bắc các anh chị nhé. Hoàng thảo đùi gà Bắc này. Đấy, em bán với giá đùi gà Tây Bắc đấy các anh chị ạ. Đấy. Hoa nó rất là, bây giờ vẫn có những cái thân nó đang có nụ bé này, như thế này. Có những cái thân thì nụ nó to rồi, cũng sẽ có những cái thân thì hoa nó cũng đã nở ra như thế này. Đấy, có rất là nhiều mặt bông nhé các anh chị ơi. Nhưng về cơ bản mặt bông nào thì cái màu tím của nó cũng rất là đậm đà như thế này đây ạ. Đấy, đùi gà tròn em sẽ có hai lô. Lô hàng đẹp này em bán với giá 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Đùi gà tròn hàng thanh lý. Ở cái hàng thanh lý này thì thân thì nó dài hơn là cái thứ nhất, cái thứ hai nó ít lá hơn. Đấy, thực ra nó vẫn còn lác đác một số nụ nhưng mà thôi, cái lô này thì em bán theo cái giá của hàng thanh lý. Đùi gà tròn hàng thanh lý này em bán với giá là chỉ có 140.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo kèn, phải nói cái lô hôm nay quá là chất lượng luôn này các anh chị ơi. Đấy, rất là nhiều nụ là cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng sẽ có những cái bông nó nở ra như thế này rồi, cũng sẽ có những cái nụ này về các anh chị chơi hoa trọn vẹn luôn. Hoàng thảo kèn bây giờ các anh chị mua rất là rẻ các chị ơi, chỉ có 450.000 đồng một cân và 45.000 đồng một lạng. Hoàng thảo vôi hoa rất là thơm các anh chị ơi. Hoàng thảo vôi em bán với giá 180.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Long tu xuân thì có cả hàng thân vừa và hàng thân lùn tầm khoảng dưới một găng tay cũng có. Đây các anh chị nhé, long tu xuân bây giờ nó cũng đang lên những cái mầm gốc rồi. Cái dòng này nó hoa nó cũng rất là đẹp các anh chị ạ. Long tu xuân 250.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Địa lan mạc xuân 100.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Ý thảo ba màu cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp. Hiện tại thì ý thảo ba màu cũng đang sưng mắt rồi. Và một số thì nó cũng đang nhú nụ lên như thế này đây các anh chị này. Cái đặc điểm ý thảo ba màu thì thân nó đen đen như thế này thôi các anh chị, chứ không phải thân xấu đâu nhá. Lô này là thân nó rất là đẹp luôn. Đấy, hàng nó đẹp luôn này như thế này. Đấy. Và hiện tại tới này các anh chị cũng sẽ được ngắm hoa là cái chắc chắn. Mầm gốc nó cũng đang lên như thế này rồi. Em bán ý thảo ba màu với giá 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Cập bến một lô ý ngọc mới. Trời ơi, cái lô hôm nay thì các anh chị thấy rất là đẹp này. Ý ngọc có mặt hoa đẹp, hoa nó màu trắng tinh các anh chị nhá. Họng nó tím rất là đẹp luôn đấy. Và rất là sai hoa. Ý ngọc thì cũng rất là dễ thuần thôi ạ. Cái lô ý ngọc này em bán với giá 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Em có một combo hàng rừng thì đa số là kiều vuông các anh chị nhá. Có kiều vuông mỡ gà và kiều vuông cánh trắng. Đấy, có hoàng phi hạc này, có phượng vĩ này. Có hoàng nạp, có sơn thủy tiên, có cái lan lan này là lan hình như lan dâu tôm gì đó. Đấy, có đuôi chồn. Rồi có một số loại đấy. Nói chung là riêng mà kiều ấy, riêng bán giá của kiều không nhá thì đã là gần 100.000 rồi các anh chị ạ. Đấy, kiều thì nó cũng rất là nhiều luôn đấy. Không phải ít đâu, cả kiều vuông cánh trắng, cả kiều vuông mỡ gà. Đó, rất là nhiều mà riêng giá để mà tính giá của kiều luôn đã là gần 100.000 rồi các anh chị ạ. Đấy, đấy rất là nhiều luôn. Hàng thì không phải xấu đâu nhá. Đấy. Nhiều lắm. Đây nữa này. Cho nên là tất cả cái combo này em bán với giá 120.000 nhé các anh chị. Riêng kiều đã là gần 100.000 rồi ạ. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Cái dòng này thì mặt hoa nó quá là xuất sắc luôn. Các anh chị ơi, rất là đẹp và sai hoa. Thân càng dài thì càng sai hoa đúng không ạ? Bây giờ hoàng thảo u lồi thì nó đã lên những cái mầm gốc. Đấy, có những cái mầm gốc rất là cao. Có những cái mầm gốc thì nó mới bắt đầu nhú lên thôi. Đấy, u lồi em bán hôm nay em xả hàng u lồi với cái giá chỉ có 220.000 đồng một cân thôi các anh chị nhé. 50.000 đồng một bó. Thế tuy nhiên là khi mà nhặt hàng em sẽ nhặt theo những cái rễ như thế này. Đây các anh chị thấy này, rễ mới nó còn đang bắt đầu ra rồi đây này. Đấy. Chứ các anh chị cứ yên tâm đi, em để như thế này em còn không tưới tắm gì cả mà rễ mới nó còn ra rồi này. Đấy. Trúc Phật Bà hay còn gọi là trúc Quan Âm thì thời điểm này nó cũng đang lên những cái mầm gốc rất là đẹp luôn. Đấy, trúc Phật Bà thì nó lại theo rề cho nên là khi nhặt hàng cho các anh chị là em sẽ nhặt theo những cái rề như thế này tầm giá tiền mà các anh chị muốn mua nhá. Đó, trúc Phật Bà em bán với giá 50.000 đồng một lạng. Các anh chị có thể mua một lạng, hai lạng. Ví dụ các anh chị mua một bó hoặc các anh chị lấy hai bó thì có thể là em cân với trọng lượng hai lạng. Hai lạng thì sẽ là hai bó rồi các anh chị nhé. Có thể là ví dụ em tách bó ra cho các anh chị, nhưng cũng có thể là em sẽ gộp cho các anh chị cứ đủ hai lạng cho các anh chị 100.000 là được đúng không ạ? Đấy. Đấy là với những cái rề mà ví dụ như mà không thể nào mà theo bó được ấy. Ví dụ có nó ví dụ có ba rề này. Hai rề thì nó hơn thiếu nhau một tí thì em cứ để riêng, còn nếu như mà cái bó nào mà nhặt theo đúng được là một lạng ấy thì em sẽ bó vào cho các anh chị.
kiều trắng va hay còn gọi là kiều trắng đột biến đây các anh chị ơi. Cái dòng này thì cái mặt hoa của nó trắng tinh rất là đẹp luôn, và bây giờ một chậu có nhiều thân như thế này đấy, so với ngày xưa các anh chị mua rẻ hơn rất là nhiều. Thời gian trước các anh chị mua một cái chậu có 3 thân bé tí như thế này này, mình đã mua 250 rồi. Bây giờ cả một chậu có nhiều thân và thân nó trưởng thành như thế này, các anh chị chỉ mua với giá 250 một chậu thôi nhé. 250.000 đồng một chậu kiều trắng va, hay còn gọi là kiều trắng đột biến. Còn đây là kiều mỡ gà. Các anh chị cũng biết kiều mỡ gà so với các dòng kiều khác thì bây giờ nó cũng hiếm hơn rất là nhiều đúng không ạ? Hàng kg bây giờ nó cực hiếm luôn ấy. Về nó mỗi lần nó chỉ được 1-2 cân thôi. Nó chỉ hiếm sau kiều dẹt thôi các anh chị nhé. Đấy. Và đây là những cái chậu hàng rừng thuần. Lưu ý cho em nhé, hàng rừng thuần và nhà vườn người ta nhân giống, mỗi năm nhân giống lên một tí đấy. Người ta chỉ tách những cái, khi mà nó lên những cái mầm mới như thế này này, đây, những cái mầm mới lên như thế này, người ta sẽ tách ra để trồng sang một cái chậu mới. Đấy, cho nên là nó cứ thế mà nó đẻ nhánh và nhân giống lên như vậy thôi. Chính vì vậy là những cái chậu chiều kiều mỡ gà này, nó đều là 100% thân tơ là vì như vậy nhé các anh chị nhé. Đây này, cứ mỗi lần cái ví dụ có những cái mầm mới lên như thế này này, người ta cũng có thể người ta tách ra làm một cái chậu mới đấy các anh chị. Đó, đó là cái đặc điểm kiều mỡ gà nhé. Hiện tại kiều mỡ gà đây các anh chị thấy có những cái thân nó cũng đã trưởng thành và đang sưng mắt như thế này rồi này. Kiều mỡ gà em bán với giá là chỉ có 160.000 đồng một chậu kiều mỡ gà thôi nhé. Đây này, hàng cũng rất là đẹp, 160.000 đồng một chậu. Quế tím cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp, em bán quế tím với giá 170.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Hoa nhạn tháng 4, mặt hoa nó cũng rất là đẹp anh chị nhé, thơm, thơm lắm ạ. Đặc điểm của hoa nhạn thì nó không có cây to mấy đâu, lâu lâu mới có một lô cây to thôi, đa số cây nó nhỏ nhỏ và vừa vừa như này. Em bán hoa nhạn tháng 4 với giá 45.000 đồng một lạng nhé. Kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp nhựa, kim điệp sáp thì em cũng còn một ít, và cái hàng này lại hàng em thanh lý xả hàng. Giá cũ là 180, bây giờ em thanh lý với cái giá 120.000 một cân, tức là 50.000 đồng một bó đấy. Thì các anh chị có thể mua theo lạng, theo bó nhé. Lan phượng vĩ là một dòng lan cực kỳ là ưa nắng, và hiện tại phượng vĩ nó đang có nụ như thế này, thân nó rất là mập anh chị ơi. 140.000 đồng một cân phượng vĩ, 50.000 đồng một bó. Hải yến là một dòng lan có mặt hoa đẹp. Đặc điểm của hải yến là cái lá nhìn nó như thế này nhé anh chị, chứ không phải là nó héo đâu. Ngay kể cả từ rừng về nó cũng kiểu như thế này rồi. Ngay kể cả nó mọc trên rừng nó cũng như này cơ các anh chị nhé. Về mình chăm sóc thì nó sẽ đẹp hơn thôi. Em bán với giá là 150.000 đồng một cân hải yến và 50.000 đồng một bó. Cây lá xếp. Kiều vàng em còn một ít cái dòng thân lùn này các anh chị này. Tất cả cái chỗ kiều vàng này em xả hàng luôn với cái giá. Chỗ này thì nó cũng rơi vào mấy lạng đây à? Khoảng cỡ 60.000 chỗ này đấy, thì em xả hàng chỗ này với giá là 40.000 nhé. Nhất điểm hồng, thời điểm này thì nó gần như là cuối mùa hoa rồi, cho nên là hoa nó cũng đang chuẩn bị tàn và có bông đã tàn rồi. Và đây là mặt hoa của nhất điểm hồng này các anh chị này, hoa trắng tinh, đặc biệt là cái mùi thơm của nó rất là thơm nhá. Hoa nó đẹp lắm các anh chị, căng bóng này, cái cánh hoa của nó rất là dày đẹp này, rất là đẹp luôn. Nhất điểm hoàng em bán với giá là chỉ có 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc thì thời điểm này nó cũng đã qua mùa hoa, chính vì vậy mà bây giờ chỉ có những cái mầm gốc lên thôi các anh chị nhé. Những cái thân này của nó đợt vừa rồi nó nuôi hoa, chính vì vậy bây giờ nó cũng sẽ khi tàn hoa nó sẽ teo vào các anh chị nhé, nó sẽ teo vào để chuẩn để đẩy cái mầm gốc lên. Đấy, nó sẽ đẩy những cái chất dinh dưỡng để mà nuôi cái mầm gốc này này, đẩy cho những cái mầm gốc lên. Chính vì vậy cái thân này nó sẽ teo vào nhé các anh chị nhé. Đấy là cái đặc điểm của nó. Và chuỗi ngọc em bán với giá 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo lụa vàng thì cũng còn một số ít như thế này thôi. Em bán với giá là 25.000 đồng một lạng lụa vàng nhé. Hoa của nó rất là bền, rơi vào gần một tháng cơ ạ. Còn đây là hoàng lạp. Thì thời điểm này một số thân nó cũng đang sưng mắt, một số thân thì đang có nụ, một số thân thì chưa các anh chị nhé. Hoàng lạp thì em bán với giá là 15.000 đồng một lạng, 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Em cũng có những cái chậu hoàng lạp hàng đã thuần như thế này này, cái mắt của nó cũng đang sưng lên đấy, mắt của nó cũng đang sưng lên rồi. Hoàng lạp hàng thuần em bán với giá 130.000 đồng một chậu nhé các anh chị. Hạc đỉnh vàng em bán với giá 120.000 đồng một cân hạc đỉnh vàng và 50.000 đồng một bó. Hoa của nó rất là đẹp anh chị ạ. Em còn hai cái chậu cát trắng kim cương, chậu sai đại này, 240.000 đồng một chậu. Hoa nó to và rất là thơm. Trầm cổ siêu chất lượng luôn. Đây anh chị thấy cái nụ của nó chi chít này, vừa có nụ, vừa có ki và vừa có mầm gốc, đồng thời thân nó rất là cao và mập luôn. Em bán trầm cổ đồng giá 150.000 đồng một chậu nhé các anh chị.
Trầm bờ lưu. Đây là mặt hoa của nó này. Đấy các anh chị thấy mặt hoa của nó quá là xuất sắc, quá là đẹp. Đặc biệt là rất là sai hoa và thơm nữa các anh chị ạ. Hiện tại trầm bờ lưu thì nó cũng đã qua mùa hoa nên là bây giờ nó đang gần tàn hoa rồi. Có những cái bông thì nó đã tàn, có những cái bông thì nó gần tàn như thế này. Và những cái bông như thế này thì khi gửi đi cho các anh chị em nghĩ là nó cũng sẽ bị héo đi đấy các anh chị nhá. Đấy nên các anh chị lưu ý cho em, quan trọng là bây giờ mình đã thấy mặt hoa như thế này rồi. Mầm gốc tất cả các chậu đều đang lên. Trầm bờ lưu em bán xả hàng với giá nhập luôn nhá. Giá cũ của em là 160, bây giờ em bán 120 một chậu trầm bờ lưu thôi. Hoa rất là thơm và đẹp. Các anh chị nhanh tay, mình sẽ có được cái mặt bông ở trên thân luôn các anh chị nhá. Còn đây là hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc hàng đã thuần đang chi chít nụ luôn và đang có mầm gốc nữa này. Đấy, đang có mầm lên rất là cao đẹp. 160.000 đồng cái chậu hoàng phi hạc này nhá. Trầm vàng hàng thanh lý thì có những cái rề thì nó đang chuẩn bị bật mầm gốc, có những cái rề nó đã bật mầm gốc rồi thì cũng có sẽ những cái rề mầm gốc nó gãy một chút xíu nhưng mà nó vẫn sẽ lên những cái mầm mới nữa. Đấy, trầm vàng còn một ít như này em thanh lý xả hàng với giá là 30.000 đồng một lạng. Em còn vài cái cây quế trắng tháng 8 thôi, 55.000 đồng một lạng. Đại bạch lâm hoa nó rất là thơm, bông nó to và siêu hoa luôn. Cực kỳ hoa thơm các anh chị nhé. Cơ bản bây giờ nó cũng qua mùa hoa nên là một số thân thì nó đã tàn hoa rồi, một số thân thì nó cũng đang có nụ bé bé xíu như thế này. Đấy các anh chị nhé. Đại bạch long em bán với giá là 70.000 đồng một chậu một thân và 130 một chậu hai thân. Chớp Mỹ em còn vài chậu và tất cả các cái chậu này nó đều lên mầm gấp như thế này, rất là đẹp này các anh chị ơi. Hoa của chớp Mỹ đây, thơm lắm các anh chị ạ. Bây giờ em thanh lý xả hàng chớp Mỹ với giá 50.000 một chậu nhé các anh chị. Còn đây là giả hạc Hawaii trắng. Giả hạc Hawaii trắng hoa nó cũng rất là đẹp và thơm. Tất cả mầm gốc đã lên rồi. Em còn 4 chậu Hawaii trắng và thanh lý cũng với giá 60.000 một chậu thôi. Hài giác kỳ hoa xanh em bán với giá là 30.000 đồng một cây. Hài giác kỳ hoa xanh lấy 5 cây em bao ship. Hài hàng em có 2 chậu hài hàng. Hài hàng chậu có 2 cây, cây nhỡ nhá. Các anh chị lưu ý không phải cây bé đâu nhá. Đây là cây nhỡ đấy ạ. Chậu có 2 cây này 550.000. Hai hàng chậu có 3 cây nhỡ này cũng là 550.000. Tại vì sao ạ? Em lấy xuống chậu này có 3 cây tuy nhiên có một cây nó bị lỗi này nên là em cũng thanh lý xả hàng với giá 550.000 luôn ạ. Hai chân liên chậu có 1 cây sẽ là 90.000, chậu có 2 cây thì sẽ là 110.000 đồng các anh chị nhá. Hai hương cũng vậy ạ. Đây hai hương ở đây, chậu có 1 cây thì cũng là đây cũng là chân luôn. Đây ạ, hai hương chậu có 1 cây thì cũng là 90.000, chậu có 2 cây là 110.000 đồng. Hải Vân Nam hiện tại đang có nụ này các anh chị này. Đấy Hải Vân Nam hoa rất là đẹp luôn nhá. Rất là nhiều cây đang có nụ ấy. Những cái chậu Hải Vân Nam có 1 cây này 200.000, chậu 2 cây sẽ là 250.000 đồng. Hải Vân Bắc những chậu có 1 cây chậu có 2 cây này 280.000 đồng. Hải Mau Đi Xanh chậu 1 cây sẽ là 200.000. Mau Đi Xanh chậu 2 cây là 250.000. Hải Mau Đi Đỏ những chậu này có 1 cây 250.000 đồng. Còn tiếp đến nữa đó chính là hài táo chậu to này đang có nụ này. Hài táo này 200.000 đồng chậu to. Hài táo chậu nhỏ là 90.000. Hài Henry 90.000 một chậu. Hài gấm 90.000 một chậu. Hài mốc hồng 90.000 một chậu. Hài cookie 90.000 một chậu. Đó là các loại lan hôm nay nhà em có. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị.